Vâng, và đây là top 5 combo siêu mạnh dành cho God Human trong Block First. Và nếu như các bạn thấy video này bổ ích cho việc BVB của bạn trong Block First thì cũng như là các bạn hãy follow, tìm và comment tên nhân vật cũng như là số thứ tự để mình có thể random vào giveaway trái quỷ cho các bạn vào video lần tới nhé.